Bây giờ là sắp hoàn thành rồi này. Rất là chặt. À, xin chào các bạn nhé. Các bạn thấy đây là mạnh thép 440C. Có kích thước là 3 ly 3 nhân với 5 x 300. Sau đây em sẽ cắt để làm con như này, nhưng mà nó bạn to hơn. Được đó.
sắp hoàn thành rồi. À, xin chào các bác nhé, đây là keo hai thành phần. Mình sẽ chọn keo hai thành phần để làm cái cán dao này. Đây là cái chốt đinh này. Cán dao này. Đây, mình sẽ luôn vào đây. Sau đó sẽ đóng chốt vào. Ok. Mình sẽ lấy một lượng vừa đủ cái cán này. Cái này chắc là đủ. Sắp được rồi. Thế nhỉ?